Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với Alose. Và ngày hôm nay thì em có hai chiếc dòng xe Super Cup muốn giới thiệu đến cho anh chị. Và hai chiếc này là của ông anh mình, anh đang có ý định bán ha. Nên là quý các bác anh chị nào mà đang có dự định mua dòng xe Super Cup xe cổ này để mình về mình chia kiện cũng như mình trưng tại nhà, thì anh chị có thể liên hệ với số điện thoại của ông anh mình, giá cả thì có thể thương lượng. Sơ lược về hai chiếc xe này, đầu tiên đây là chiếc 86-90 đời 94. Em này thì thuộc dạng là xe siêu cọp, rất là đẹp luôn. Bên cạnh đó thì có cái kính chắn gió này, đặt mua bên từ Nhật về đó. Giấy tờ thì hải quan chính ngạch đầy đủ tất cả ha. Còn chiếc bên đây là đời 2008, vỏ còn theo xe luôn. Em này thì chưa có thay thế bất kỳ chi tiết phụ tùng nào hết, cũng thuộc dạng là xe siêu cọp luôn. Tại vì ông anh của mình là đa số là ảnh chơi mấy dòng xe cọp thôi, nên là khi mà ảnh đã mua thì ảnh cũng lựa chọn cũng khá là kỹ càng. Nên là khi mà anh chị nào mà đã xem xong video này, nếu mà có thiện chí mua thì anh chị liên hệ với số điện thoại của ông anh mình, có thể là sẽ thương lượng về giá ha. Chiếc này là đời 2008, custom 82, hơi 90, màu xám đông chuột, vỏ còn theo xe luôn nha. Tí nữa thì em sẽ quay chi tiết cặn kẽ từng bộ phận chi tiết cho quý anh chị xem. Mức giá thì em này là 160, em bên đây là 170, tặng kèm luôn cái kính chắn gió này cho anh chị luôn. Kính chắn gió này mà nếu anh chị mua mới bên Nhật á, thì giá tầm khoảng 6 đến 7 triệu, rất là đắt ha. Đó, anh chị mua thì tặng kèm luôn. Giá này thì có thể thương lượng ha. Bên mình sẽ rút hồ sơ cho quý bác anh chị luôn. Còn về chi phí lăn bánh thì anh chị chi phí giúp em đó. Rồi, đối với anh chị nào ở Bình Dương á, thì có thể xem xe trực tiếp luôn, đến nhà của ông anh mình xem xe trực tiếp. Ok thì mình sẽ tiến hành giao dịch thôi. Đó. Rồi, bây giờ thì em sẽ quay cho anh chị trước cái chiếc màu xanh này ha. Chiếc này là xe 86-90 đời 94 nha các bạn nha. Đó, thì bây giờ em sẽ quay cận cảnh chiếc này cho chị xem. Rồi. Chung thì xe đồ đạc còn rất đẹp ha. Em này thì chỉ có thay lớp trước và lớp sau thôi. Còn căm này kia thì vẫn còn nguyên nha. Đấy. Rồi. Nói chung thì xe này là chưa có làm lại về máy móc ha. Dàn áo này kia thì máy móc vẫn còn nguyên zin. Đây, mặt nạ nè, còn rất đẹp ha. Logo bẩn. Nước sơn. Rồi. Đùm này ha, nước sơn đùm thì vẫn còn nguyên zin ha, không có dặm tuốt lại, căm cũng vậy luôn. Niền em này là niền Butaba nha, Butaba năm 94. Đây, anh chị nhìn xem nè. Butaba năm 94 ha. Ốc át này khá đẹp, để lâu ngày thì bị đi rửa xong để đập nước lại nó bị gỉ sét thôi. Rồi, phần đầu nè, anh chị thấy không? Quan trọng là cái phần máy móc này nè, rất là đẹp luôn. Tí nữa thì em sẽ nổ máy cho anh chị nghe thử tiếng máy ha. Đầu rất là sáng ha. Gòn xì thì vẫn còn xanh. Rồi. Chung này xe này thì đầy đủ phụ kiện ha. Gỗ này kia, kính chắn gió đầy đủ lên luôn. Rồi. Nói chung thì mấy em này đa số là xe siêu cọp thôi, nên là cũng không có gì để mình soi nhiều. Chỗ nào chạy xước thì em sẽ chỉ cho anh chị xem luôn. Nhưng mà đa số nãy giờ em xem thì chiếu là những vết xước lông mèo thôi ha. Lớp trước lớp sau của em 86 này là đã thay rồi nha quý anh chị nha. Nói chung lớp thì đương nhiên mình chạy thời gian cũng phải thay thôi. Đây, còn về lốc máy nè. Lốc máy, nước sơn này kia rồi ha. Đó, sơn còn nguyên zin. Em này thì em chưa có lắp cái bửng ha, tại vì mình lắp cái gỗ này rồi thì mình không lắp bửng được. Rồi, đấy, tem này kia vẫn còn. Nói chung thì cái chiếc này khá là đẹp luôn, giữ chủ giữ rất là kỹ. Đó, sơn này kia vẫn còn nguyên hết ha. Đặc biệt là cái đuôi này nó không bị xét nha anh chị nha. Thông thường cái này cái đuôi này nè, mình giữ không kỹ thì nó hay bị xét ở phần cái đuôi này. Nhưng mà xe này thì nó không bị xét cái đuôi luôn.
biển số 61E19-24483 ha, biển số Bình Dương. Xe giấy tờ đầy đủ. Rồi bên đây. Lớp sau của em này thì cũng đã thay rồi. Câm niền thì vẫn còn nguyên ha, niền Butaba 594 luôn. Đây. Niền Butaba nè. 594, tháng 4 năm 94 ha. Đây. Rồi. Em này thì chỉ đi có 300 mấy chục cây thôi. Đó. Chị xe phần chỗ bình xăng nè. Nước sơn xiên luôn nha quý anh chị nha. Đó. Tại vì bình xăng của mình là bình xăng bằng sắt á, nên là lâu ngày thì nó sẽ bị gỉ, nó sẽ có những cái đường chỉ sơ ha. Đây để chứng tỏ là xe này mình chưa có sơn lại. Và cái kim báo xăng nè, vẫn còn kiểu như là nó còn trắng á quý anh chị. Thế là đi ít á. Nếu mà xe này đi nhiều thì nó sẽ bị gọi là bị cam vàng luôn. Đó. Nhìn cái bình xăng thôi là anh chị biết là xe này chưa sơn lại rồi. Nước sơn xiên đảm bảo cho anh chị luôn. Rồi, Odo thì em này đi 363 cây. Rồi, các nút bấm thì vẫn còn nguyên xin ha, không có thay thế bất kỳ chi tiết nào hết. Đó. Dùng trên đây thì còn rất là đẹp. Rồi, tí nữa thì em sẽ nổ máy cho anh chị nghe thử cái tiếng máy của em này ha. Anh chị xem sơ lược trước về cái ngoại hình em nói đi. Nói chung thì chiếc này cũng không có gì để mình chơi á. À, nhìn cực kỳ đẹp luôn. Tại vì xe của ông anh mình thì ảnh chơi xe thường là lựa mấy cái con mà siêu cọp, siêu đẹp ảnh mới chơi thôi. Nên là anh chị nào mà có những hứng mua thì đối với chiếc này thì quá là xuất sắc rồi. Tại vì ảnh lựa nguyên một dàn trong cái dàn mà xe cọp, xe đẹp nhất ảnh mới chơi. Nên là khi mà anh chị có thiện chí mua lại thì cũng an tâm hơn, đỡ phải chọn lựa. Tại vì giờ nhà ảnh cũng nhiều xe nên là ảnh cho đi bớt. Rồi, chiếc này đời 2008 nha, lớp còn theo xe luôn. Nhưng mà ảnh cũng kỹ là cái lớp này đã thay cái lớp mới nè, cũ lớp của Nhật luôn. Đó, nhưng mà lớp theo xe ảnh còn giữ tại nhà. Đó. Nên là anh chị nào mua chiếc này thì anh sẽ đưa cái lớp lớp xin lớp 208 cho anh chị ha. Tại vì anh mua và anh chạy cũng ít lắm, đa số là chân là nhiều. Đây, dàn chân của em nói sáng chân luôn. Em này cũng biển Bình Dương luôn ha. 61E19-24338. Nhà ảnh thì ở trong Vĩnh Tân nha. Anh chị nào ở Bình Dương thì có thể vào đây mình liên hệ với ảnh trước và đây mình xem xe trực tiếp luôn. Mình giá cả thì mình phải thương lượng. Đây, đó. Xe này là còn xin 100% luôn, chưa có thay thế bất kỳ chi tiết nào hết. Rồi. Bình xăng nè ha, bình xăng còn rất là đẹp luôn. Chưa có sơn lại. Rồi cho anh chị xem cặp niền. Niền năm 2008. Tháng 2 năm 2008 của anh chị ha. Rồi. Lọc mái đô cá nè kia còn rất đẹp luôn. Chung là nhìn xe cái là mình biết là xe dữ. Ba ga thì mình lắp thêm vào thôi. Em này thì đi cũng mới có 400 mấy chục cây à. Anh mua về cũng đi ít lắm. Chỉ là chân là nhiều, không có đi nhiều. 400 mấy chục cây, xe còn như mới luôn. Đồ đạc những chi tiết bên đây thì thôi khỏi chê. Chìa khóa còn hai chìa luôn nè, cao su vẫn còn luôn nè. Các nút bấm này vẫn còn ha. Rồi. Thì mặt trước. Đây, hệ thống đèn nè, anh thấy chưa? Xi nhan nè, còn sáng bưng luôn. Nói chung thì nó chả khác gì xe mới cả.
giấy tờ hợp lệ hải quan đàng hoàng luôn. Đây, đùm. Đó, đùm nó sơn vẫn còn nguyên ha. Lớp trước thì vẫn năm 2008 luôn. Lớp trước lớp sau năm 2008 hết. Liền trước cũng vậy luôn, liền sau cũng vậy. Đây, năm 2008. Nhưng mà cái lớp này thì anh chủ anh thay lớp khác để chạy của anh chị, nên là anh giữ cái lớp zin lại ha. Khi anh chị mua thì anh sẽ đưa cái lớp zin lại cho anh chị ha. Nhưng mà anh mua về tới bây giờ luôn đi cũng ít đó. Anh chị thấy ô đô đó, rồi đầu nồng rất đẹp ha, con xanh vẫn còn luôn à. Đấy, đây nè, à, sơn còn nguyên xi luôn. Rồi bây giờ thì em sẽ nổ máy cho anh chị nghe thử tiếng máy của cái chiếc màu xám này trước ha. Tí nữa thì em sẽ nổ máy chiếc bên kia cho anh chị nghe sau. Đấy, quay gần lại đây. Đó, anh chị nghe thử tiếng máy ha. Tuy là hơi 90 thôi nhưng mà cái máy của nó mới của anh chị, nên là nó cũng không có gọi là giọng quá nhiều so với những dòng xe mà đi nhiều. Xe 90 này mới đi nhiều thì khi mà anh chị gồ ga lên hay là anh chị chạy, nó cái nồi đấy nó giọng rất là to nha. Nhưng mà cái nồi này 90 máy rất là mạnh, nhưng mà cái nồi nó cũng không quá giọng, tại vì xe anh đi rất là ít. Bô này kia chị thấy không, còn rất là đẹp luôn. Này này để dựng lâu, tại vì ảnh cũng ít chạy lắm anh chị, nên là cái ga nó sẽ hút ga nó chưa ngọt. Mình để dựng, mình nổ máy nóng máy hồi thì ga nó sẽ ngọt hơn. Rồi qua đây nổ cho chiếc này nữa. Chiếc này thì mình không có đề được nha, chiếc này mình đạp cho quý anh chị nha. Em này thì cũng là 290 luôn. Máy cũng rất là bén nha. Thì đó, với cái đời này á thì chưa có được trang bị cái bát bô nha quý anh chị nha. Tới cái đời mà tầm khoảng từ năm 98-99 độ lên á thì khi đó nó mới có cái bát bô, nó có cái bát bô chống nóng giống như cái chiếc bên đây. Đời này thì vẫn chưa có bát bô chống nóng, chỉ là bô nó chỉ chơi như vậy thôi. Rồi thì nãy giờ thì anh chị cũng đã nghe được tiếng máy của hai chiếc này, cũng như là sơ lược tổng quan về hai em này rồi. Nếu mà anh chị muốn xem chi tiết hơn, cặn kẽ hơn thì anh chị liên hệ với số điện thoại của ông anh bên em, thì em sẽ chụp hình cặn kẽ từng bộ phận, từng chi tiết gửi qua Zalo cho anh chị. Nếu mà anh chị cảm thấy ok thì có thể đến trực tiếp nhà để mình coi xe luôn ở khu vực Vĩnh Tân, Tân Nguyên, Bình Dương nha quý anh chị nha. Rồi, đối với chiếc này hồi nãy em nói anh chị là 160, em đây là 170 ha. Giá cả thì có thể sẽ thương lượng lại. Đó, ngoài ra thì sẽ bao quốc hồ sơ cho anh chị. Còn về chi phí ra biển số cũng như là chi phí vận chuyển về tới nhà gì đó thì anh chị chịu phí giúp em ha. Hoặc có thể là mình thương lượng về giá cả lại với anh chủ của hai chiếc xe này. Rồi, cảm ơn quý anh chị theo dõi video của em nha. Em xin hẹn anh chị vào những video lần sau. Em xin cảm ơn.